Mà trong thời gian ảnh xuất gia thì ở ngoài em cũng thử quen vài người, nhưng mà trong thời gian tìm hiểu thì em thấy ai không ai giống như ảnh hết. Ừ. Nên em vẫn quyết định em chờ. Vẫn chờ anh. Dạ. Em hoàn tục xong rồi mới tốt nghiệp xong em mới hỏi địa chỉ của vợ em, cái em lên Bình Dương để thăm vợ. Nhưng mà lúc đó vợ em chưa có biết em hoàn tục đâu. À, lúc đó chỉ có mẹ vợ em biết thôi. Em cũng nói với mẹ là thôi mẹ đừng báo để em dành cho vợ em sẽ bất ngờ. À. Em xin tự giới thiệu, em là Châu Hoài. Em năm nay 22 tuổi, em đến từ Kiên Giang. Và hiện công việc hiện tại là em làm bảo trì điện ở trên một công ty ở Bình Dương chị. Còn xin em... chào chị Hồng Vân, anh Quốc Hận và các vị quý vị khán giả trong trường quay. À. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thị Tươi, năm nay em 22 tuổi. Em cũng đến từ Kiên Giang và bây giờ em đang làm việc tại Bình Dương. Em có phải là người Chăm hay là người Khmer? Khmer không? Khmer. Em là người Khmer vậy. Hai em là ở cùng ở Kiên Giang. Dạ cùng đúng ở không? Kiên Giang. Vậy chắc có lẽ là quen nhau từ thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ. Em với vợ em thì quen nhau cũng tầm năm 2012, lúc đó còn đang học sinh á chị. Cũng biết nhau qua tin nhắn điện thoại. Ban đầu thì cũng bị chửi nhiều lắm. Dạ. Ủa em, mỗi lần vợ em chửi sao em? Chửi bằng tiếng Khmer, tiếng Kinh. Ban đầu là nhắn tin thì điện thoại thì không có hỗ trợ tiếng Khmer. Nên cứ chửi tiếng Kinh vậy thôi chứ không có chửi tiếng Khmer. Rồi bao lâu thì tụi em mới gặp nhau ở ngoài? Lúc ban đầu nhắn tin qua điện thoại thì em cũng không biết mặt. Nhưng mà không hiểu nhắn tin sau cái... nói thương vợ luôn. Trời ơi. Cái lúc có cái dịp lễ ở chùa, hai đứa đi cái hẹn gặp, vợ em nó đứng chờ ở trên đó đó. Cái em cũng lên trên đó. Em lên mà em không có nhận ra vợ em. Tại vì nó vỡ mộng sao á mà. Sao vậy? Lúc đó vợ em nó vừa đen mà vừa xấu mà tóc tai nó ghê lắm. Tai nó ghê lắm. Trời ơi. Ta vừa đen vừa xấu rồi tóc tai sao? Tóc tai là lúc đó tóc quấn mà cái gọi là quấn bẩm sinh á gì. Còn em sao? Cái lần đầu tiên em gặp ông này làm sao em thấy ổng đó đẹp trai không? Xấu lắm mà anh, không có đẹp trai như bây giờ. Ốm rồi, mặc đồ thì xề xòa, không có gọn gàng. Sau khi em quen một thời gian thì em kêu anh thay đổi cách mặc đồ lại đi. Dáng đi cũng vậy, đàn ông gì đâu mà dáng đi như con gái á. Dáng đi ẻo lả đó hả? Dạ dạ. Vậy hả? Cái cặp này vui quá, gặp mà... hai người gặp nhau đều thất vọng về nhau. Rồi bao lâu thì các em mới dần dần như là thích nhau và quen nhau? Khoảng thời gian nó thích nhau thì chắc cũng lâu, tại vì lúc mà em gặp vợ em xong cái em về em suy nghĩ lại cái cuộc tình này có nên tiếp tục hay không. Mình lỡ mình nói yêu người ta rồi thôi kệ, trách nhiệm với lời nói thôi. Cứ yêu đại đi, cứ yêu suốt tới khoảng 5 năm trời. Vậy hả? Thời gian bao lâu thì em bắt đầu là cảm thấy là em thực sự là em yêu vợ em? Trong thời gian cũng ngắn lắm chị, khoảng 2 tháng. Lần thứ hai gặp mặt là em đã thấy khác rồi, đã biết make up đẹp hơn nhiều rồi, trắng rồi tóc tai gọn gàng, mặc đồ cũng gọn gàng, nhìn đẹp lịch sự. Bây giờ nè, em nhận xét đi cái thời gian đó với bây giờ thì là lúc nào đẹp hơn? Dạ bây giờ đẹp hơn rất nhiều. Dạ giờ đẹp hơn rất nhiều. Dạ. Rồi lần đầu tiên em nắm tay vợ em, hôn vợ em là sau đó mấy tháng? Lần gặp thứ hai thì lúc đó mà quen nhau cũng lâu rồi, khoảng 5-6 tháng gì rồi. Cái em cũng nói với vợ em là anh gặp thì anh xin hung một cái. Nhưng mà cái lúc mà anh xin anh hung em, anh lúc đó em thấy làm sao? Em anh hung lắm, anh nhát lắm. Gặp mặt xong rồi anh không dám nắm tay. Em thấy vậy em mới chủ động nắm tay xong. Anh lại nói là em ơi, lần đầu tiên anh nắm tay con gái đó, anh làm như là nắm tay có bầu không bằng. Rồi sau đó làm sao, có hung không? Đi dạo lòng vòng xong một hồi gần về cái anh mới nói em cho anh hung một cái nha. Cái em mới chần chừ, em nói rồi hung một cái xong rồi anh đưa em về. Về xong rồi anh mới nhắn tin cho em, nói em ơi anh không muốn rửa mặt luôn á. Cái em hỏi ủa sao vậy? Anh sợ trôi cái nụ hôn của em. Trời ơi. Rồi trong cái thời gian yêu nhau như vậy thì nó có những cái sóng gió gì không? Dạ có anh. Ảnh lúc quen lắm lại là giống như là em bị gò bó vì mọi thứ. Giống như là ảnh ghen dữ lắm. Đi chơi á, ra ngoài á, mặc hả đồ hở hang một chút lại không cho. Em mặc áo khoác mặc quần dài vô đi mới cho ra. Thậm chí có khi là nói chuyện điện thoại với ảnh điện cho em mà thấy cuộc rồi chờ. Xong rồi em mà không điện đi á, một tí với em mà điện đi hỏi em nói chuyện với ai vậy? Bạn của em trai hay gái vậy? Ảnh ghen cực kỳ ghen. Cái đó là ghen tuông thôi. Còn có lúc nào mà tụi em cảm thấy là sẽ phải xa nhau không? Có gì, lúc đó là em quen vợ em được khoảng 1 năm. Trước đó em đã nói trước với vợ em rồi. Năm sau anh đi xuất gia.
Ờ. Xuất gia để làm xuất gia gì? Là... Dạ, nếu theo người Khmer thì xuất gia để báo hiếu cho cha mẹ. Nhưng mà nếu mà xuất gia thì làm sao mà cưới nhau được? Dạ, xuất gia cái em hoàng tục ra mới cưới vậy. À. Ủa nhưng mà lý do gì em lại hoàng tục? Lúc đó là em vừa xuất gia, cái em vừa đi học. Xuất gia khoảng 3 năm sau. Đó em đang học ở trường nghề. Trong trường bảo là giờ em phải hoàng tục ra để em đi làm. Em phải đi thực tập tốt nghiệp em mới ra trường được. Chứ em cứ vậy là em không có ra trường được. Cái cũng bắt buộc em phải... Phải ra, mà còn em thì sao? Lúc mà chồng đi xuất gia thì em sao? Lúc đó buồn lắm chị. Giống như là... Không sao đâu em, cứ chia sẻ. Lúc đó nó rất là buồn. Giống như là lúc còn đi học á, thì ảnh đưa rước em đi. Còn tới khi mà ảnh đi xuất gia á, thì là lúc đó là tự bắt xe buýt đi. Trong thời gian chờ xe buýt nó giống như là mình gợi nhớ lại những kỷ niệm mà lúc ảnh đưa rước mình đi á. Rất là buồn, thậm chí còn muốn khóc luôn á. Nhưng mà cái cảm giác lúc mà em thấy ảnh xuống tóc á. Em còn nhớ lúc đó là đang cạo tóc thì ông sư đó cạo đứt trên da đầu, có chảy máu, lúc đó rất là xót luôn. Nhưng mà dạ, anh đang không hiểu là nếu như đã xuất gia thì phải chia tay chứ. Dạ, đúng rồi. Cái khoảng thời gian đó là hai đứa chia tay. Anh bây giờ anh đi xuất gia, cái nếu mà em chờ được thì em chờ, còn em chờ không được thì em có thể quen người khác. Mà trong thời gian ảnh xuất gia thì ở ngoài em cũng thử quen vài người. Nhưng mà trong thời gian tìm hiểu thì em thấy ai không ai giống như ảnh hết. Nên em vẫn quyết định em chờ. Vẫn chờ anh. Dạ. Em hoàn tục xong rồi mới tốt nghiệp. Tốt nghiệp xong em mới hỏi địa chỉ của vợ em, cái em lên Bình Dương để thăm vợ. Nhưng mà lúc đó vợ em chưa có biết em hoàn tục đâu. Lúc đó chỉ có mẹ vợ em biết thôi. Em cũng nói với mẹ là thôi mẹ đừng báo để em dành cho vợ em sự bất ngờ. Dạ. Rồi xong lúc em về rồi, em thấy chồng mà... em vậy sao? Lúc... Bất ngờ luôn chị. Xong thấy ảnh xong rồi cái tự nhiên em khóc luôn. Tóm lại là quá bất ngờ. Xong rồi đứng giống như đơ luôn á. Bị đứng hình đó đúng không? Dạ, bị đứng hình luôn á. Xong cái tự nhiên không biết sao em lại lúc đó lại khóc nữa. Giống như là cái cảm xúc nó dâng trào quá bất ngờ. Sau cái lần đó là hai người tiếp tục yêu nhau một năm nữa. Dạ. Rồi lúc đó là trong một năm đó thì có làm điều gì mà trái với luân thường đạo lý không? Dạ không chị. Dũng cho nhau đúng không? Hai em quen nhau là cái chuyện mà ăn cơm trước kẹn á, là hai em rất là nghiêm túc trong cái chuyện đó. Tại vì hai bên gia đình rất tin tưởng hai đứa. Là giữ cho tới ngày đêm tân hôn đúng không? Dạ. Dạ. Như vậy là chắc chắn rằng là hai em đêm tân hôn chắc vui lắm. Dạ không anh, đêm tân hôn của em tới tận 10 ngày sau là ảnh thì nhát lắm chị. Em nếu như mà em không mở lời thì ảnh lại không dám đâu. Ồ chị hả? Với lại đêm tân hôn ảnh lúng túng lắm, lần đầu tiên ảnh lúng túng lắm. Nhưng mà có thành công không? Dạ có chị. Thầy hay quá thầy. Không được rồi. Trời ơi, vậy là thầy quá hay luôn đó. Mà Châu Hoài có thể chia sẻ cái cảm xúc của em cái lúc mà cái lần đầu mà em được coi như là gần với vợ mình. Dạ lúc ban đầu thì cảm giác thì nó vui lắm, tim nó đập thình thịch đúng lại là một khoảng thời gian lâu mới quen được. Cảm xúc thì em cũng có gì cho mấy, chỉ là sợ thôi. Thì là sau đêm thứ 10 là hết sợ rồi đúng không? Dạ, đêm thứ 10 hết sợ. Bây giờ là các em là cưới nhau bao lâu rồi? Dạ, cưới gần 2 năm. 2 năm, của các em có em bé chưa? Dạ, chưa. Rồi trong 2 năm qua, anh thấy rằng là Châu Hoài nó như chắc có lẽ là một người hiền lành. Chắc ít có tật xấu lắm đúng không? Có thì cũng có nhưng mà ít. Tật xấu của anh là anh không biết lãng mạn. Em nhớ có lần đợt đó 8 tháng 3 hay 20 tháng 10 gì đó, em nói anh ơi bữa nay lễ đó. Anh mới nói là lễ rồi sao em? Xong cái em buồn xong ảnh dắt xe ảnh đi mua cái con gấu bông bự quăng cho mặt em cái đùng giống như là quà tặng vậy đó. Trời ơi, giống như dằn mặt vậy đó. Giống vậy đó. Rồi không lãng mạn một tập. Không lãng mạn. Còn cái gì nữa nè? Ảnh lười. Lười gì? Ngày lễ này nọ nói anh ơi rước em đi chơi, nói thôi đi chơi vậy em ngủ đi, nay làm gì mệt ngủ đi. Nhưng mà trong cái vụ kia có lười không? Dạ không. Rồi ta lắc đầu là không rồi còn hỏi. Rồi bây giờ tới em đó Châu Hoài. Vợ em thì tật xấu thì cũng không có nhiều gì mấy đâu. Chủ yếu là lười, bấm điện thoại xuyên suốt, cứ cầm điện thoại suốt. Em kêu đi tắm đi, không tắm là nhất quyết không tắm. Rồi lười, đồ thì em toàn em giặt hết. Giặt tay hả? Dạ giặt tay, em trời giặt hết. Tại vì công việc của em á, em vừa làm công ty lại vừa bán hàng online á. Nên về nhà thì chỉ có ít thời gian để mình online với nhóm thôi. Nên cứ ôm cái điện thoại. Ôm điện thoại là vậy. Dạ. Thôi bây giờ nhân đây thì mong muốn vợ thay đổi điều gì không ngoại?
Dạ em cũng muốn vợ em phụ giúp em một số việc gia đình vậy thôi, chứ em biết là bán hàng online nhưng mà tối thì cứ ôm khư khư điện thoại, 10 giờ rồi vẫn không chịu ngủ. Vợ em cứ bấm điện thoại thì em đâu dám tắt đèn, sợ nó ảnh hưởng tới con mắt. Đó. Em đâu có dám tắt đèn. Thấy thương không? Đó đó đó. Hiểu cái chưa? Cái chi tiết đó là chi tiết mà gọi là đắt nhất trong cái hay mong muốn thay đổi của chồng. Đó. Rồi, đêm nay nhớ tắt đèn sớm nha em. Đó. Bây giờ em đi, em mong muốn cho Hoài thay đổi điều gì? À, em thì mong muốn chồng em thì lãng mạn chút xíu, bớt mê ngủ lại và có thời gian rảnh thì chở em đi chơi nhiều hơn. Thấy chưa? Nghe ông, nghe ông phải lãng mạn chút xíu đi thì tôi sẽ tắt đèn sớm hơn. À. Hai chồng chưa có con nè. Nói chung là hai bạn này đang trong cái thời kỳ mà gọi là bù đắp lại cho 3 năm anh xuất gia. Đang rất là son, đang tận hưởng đi, cố gắng hết sức tạo những sự lãng mạn nhất có thể. Trước khi các bạn thể hiện cái cử chỉ lãng mạn với nhau, anh xin chúc cho vợ chồng của em ha, sang năm sau sẽ đậu nha. Đậu gì? Đậu thai. Thai. Và chúc cho một em bé tuyệt vời đó xuất hiện trong gia đình của hai vợ chồng em. Dạ. Rồi ông lãng mạn đi em ơi. Đó. Ông làm chuyện gì lãng mạn với vợ ông đi. Hai đứa đứng lên đi. Đó. Em biết. Thôi cho tôi với chị bà nhìn. Bà nhìn cái gì để tao làm đi, làm đi. Trời. Thôi bao nhiêu là đủ rồi. Và cứ thế nha, hãy nắm chặt tay nhau đi đến hết cuộc đời này. Hỏi để trả lời, như kiểu lúc đó là người ta đang tìm hiểu về em để coi sao. Thì sau một hồi nói chuyện thì anh này anh mới nói là thôi bây giờ anh không bán bảo hiểm cho em nữa. Anh quyết định là anh sẽ mời em về làm cho anh. Tại vì em nói nhiều hôm nay em nói ghê quá. Bắt đầu từ đó thì em mới vô công ty của anh này làm. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên của em về anh này là gì? Sao ta, em thấy anh xấu à. Anh xấu mà anh đen mà anh mặc áo vest em thấy giống đa cấp dễ sợ. Trời đa cấp. Ừ, nhưng mà như vậy lý do gì mà đi theo người ta về công ty để mà làm trời. Anh ấy nói giọng rất là nhẹ nhàng là một. Cái thứ hai là em dạy 3 năm và em thấy em hơi chán công việc của mình. Và em cũng nghĩ là mình thử thay đổi công việc coi như thế nào. Nhưng mà Quân ơi, nếu như cái người phụ nữ đó không xinh đẹp như là vợ em á, lúc đấy thì em có mời về không? Ừ, có mời. Dạ đương nhiên là khi mà chọn lựa ứng viên á thì cái tiêu chí của em cũng khá là khắt khe. Tại vì thấy cái cô này, thứ nhất cổ là giáo viên, cái cách ăn nói của cổ rất là khéo. Nhưng mà khi bây giờ cổ về làm chung với em rồi, dạ, thì lúc đó là em đã có tình cảm, có tình ý gì với cổ chưa? Dạ thực sự là lúc đầu tiên khi mà nhìn thấy cô đó là em đã có một cái cảm tình, cái ấn tượng rất là tốt rồi. Nhưng mà em chỉ nghĩ đơn giản là chỉ tập trung vô công việc thôi. Nhưng mà em là sếp trực tiếp của cổ. Dạ đúng rồi. Rồi đến khi nào ổng mới cua em? Đâu em cua anh mà. Khi vô công ty thì anh này rất là nghiêm túc nhưng mà rất là nhiệt tình. Tức là em cảm thấy là đây là một người rất là sống rất là tình cảm. Cái xong rồi bỗng một ngày đẹp trời, vô tình có một bạn, em không biết bạn này là bạn nào hết. Hôm đó thì bạn kia bạn lại ngồi bên cạnh anh ấy luôn. Em thắc mắc là ở đây là ai vậy ta? Theo hồi sau giới thiệu thì bạn nó vô là cái bạn chia sẻ kinh nghiệm gì đó thôi. Em cũng kệ, em hôm qua ở chắc thì nó chia sẻ kinh nghiệm xong rồi thôi. Cái xong rồi đến vài ngày sau thì team em tổ chức đi Long An. Thì em bỗng le lói em thấy ở đằng xa xa anh này đang quạt lò, bạn kia dậm dậm mồ hôi đó. Xong rồi nướng xong thịt thì mình ăn thì em ăn của em thôi, em đâu đút cho ai đâu. Bạn đó lấy thịt đút cho anh. Anh ăn có vừa miệng hôm, anh ăn có ngon hôm, hỏi hoài. Thực lúc đó là thấy rất là khó chịu. Em mới về nhà em mới nhắn tin cho anh này, anh có bạn gái mà anh không nói cho em biết. Anh nói anh là người đơn thân, anh không có bồ đâu. Thì anh này anh mới nói là không phải đâu, cái bạn đó là cái bạn mà thích anh. Thích anh cũng lâu rồi nhưng mà anh không thích. Thì lúc em mới nảy ra một ý định, hay là mình cua ông này đi. Để con nhỏ kia cho nó khỏi quen mày luôn. Cái là em mới nhắn tin em cua. Em thì vô cùng dễ thương, anh ơi anh ăn gì chưa rồi, hôm nay anh có thấy mệt không, rồi công việc sao. Em cứ rủ rì ngày nào cũng làm như vậy. Thì bỗng một ngày đẹp trời em nhắn tin, anh ơi hay là mình quen nhau đi, em thích anh rồi. Em nói thẳng như vậy luôn. Anh nói với em là để anh suy nghĩ. Thay vì người ta hồi trước là em cua ai là dính người đó không bao giờ chật cho suy nghĩ mấy ngày. Trời ơi, thay vì như người ta là suy nghĩ hôm sau hay hôm nào đi, 2-3 ngày em thấy cạn niềm hy vọng luôn rồi. Đến ngày cuối cùng là anh ấy chở em về, trong là sao bực dọc em khó chịu. Em ấy nói là anh có biết hôm nay là ngày gì không nhỉ? Kêu ông kêu là ừ thì bình thường. Thì hồi anh ấy mới kéo tay em lại, cái xong rồi là quen đó. Là câu... cái gì kéo đó ôm gì? Đúng rồi, là tức là em ôm mà không nói gì hết. Không nói gì hết. Ý kiểu như em, mày hãy tự hiểu đi, tao đi để tao quen mày đó. Tao nói chịu rồi đúng không? Tao chịu rồi đó. Có phải là do em ém không?
Cái này em xài chiêu hay là thực sự là em đắn đo thực sự? Đầu tiên thì thật sự là em cảm thấy không hợp ngay từ đầu rồi, nên em cũng nghĩ là cô này cổ tán mình cho vui thôi, dạng như cô em chơi qua đường thôi đó. nên em từ chối thẳng thừng ngay từ đầu. Nhưng mà sau đó thì cổ cứ nói thích hoài à. Nên thành ra là em mới kêu có khi nào thích thiệt hay không. Thì em bắt đầu em mới suy nghĩ, em mới kêu là hay là thôi giờ không quen ai cứ quen đại đi, rồi thử tới đâu tới khi nào bỏ thì thôi quen người khác đó. Em chỉ nghĩ vậy rồi. Coi như là cái kể từ cái ngày đó coi như là chính thức quen nhau đúng không? Hai đứa quen nhau được 2 tuần thì hôm nay em ở nhà em nhắn tin cho anh định bao giờ thì ấy em vậy. Cái anh mới hỏi em là ủa em muốn ấy là em ấy thì sao? Cái sau rồi anh nói là ừ thì anh cũng định ấy em rồi, nhưng mà anh thấy là anh phải tìm cái dịp để anh ấy em cho nó đàng hoàng xíu. Lúc mà em hiểu ấy là như vậy em sốc không? Dạ cũng có sốc chút. Sốc nhưng mà đã đúng không? Đã đúng không? Trước khi ấy thì các bạn có gì đó hồi hộp ngùng không? Hồi hộp sợ không? Dạ sợ gì không? Lúc đầu em cũng suy nghĩ chứ. Trời, có khi nào bắt mình đổ vỏ hay gì không trời? Tự nhiên đâu thể nào người con gái họ chủ động được như vậy. Em cứ ngồi em nhìn cô em cười không à. Kiểu như khúc lãng mạn là khúc đưa cái mặt cho nhau rồi nè. Là hai đứa lại cười mà cái mặt anh mắc cười lắm. Thà là những người ta là người ta lim dim hay sao không? Anh chọn cho nhìn em như nào em mắc cười gần chết luôn, em cười hoài. Lúc đó sao đâu Quân? Tại vì mắt của cổ rất là to nên thành ra em khi mà kê sát lại gần cũng cứ nói mắt em rất là nhỏ. Nhỏ hơn mắt cổ rất là nhiều, nên tiếng khi gần em cứ mở mắt ra em nhìn. Rồi bắt đầu cái gì tới nó cũng tới đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sau đó bên bao lâu thì các em mới cưới nhau? Lại một câu chuyện rất dài dòng nữa hả? Rồi cái tim của em có 9 người nhưng nó hứng lên cái mọi người nghỉ hôm đó chủ nhật. Cái có một con bé trong tim em là ở Đồng Nai, nó nói là ở đây có một cái ông thầy lang, ông bắt mạch hay lắm. Cái bệnh gì em cũng biết hết á. Thì khi mà em với anh này vô khám thì ông bắt mạch cho em với anh này. Em thì ông kêu là nhìn con là mặt là xanh xao rồi nọ, chắc thầy nghĩ là chắc con cũng khó con nha. Còn anh này thì ông kêu là chắc con cũng lao lực mệt mỏi nhiều nên là chắc con cũng khó con. Thành ra là hai đứa phải rất là hoang mang. Cái em về em mới suy nghĩ, tại vì em là một người tuy là em suy nghĩ rất là thoáng nhưng em rất là coi trọng gia đình. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, hôm sau em mới đề cập với anh này là bây giờ em nghĩ vậy nè, bây giờ mình ấy cho nó có bầu đi, mình ấy khi nào mình có bầu thì mình cưới. Anh chịu không? Cái anh này mặt cũng giờ mình ấy khi nào mình có bầu thì mình cưới. Thế là từ đó thì hai đứa cứ ấy khi nào có bầu thì thôi. Thì rất là may mắn đó là vài tháng sau thì em có bầu. Cái xong hai đứa cưới là đến tháng 11 năm 2017 là tụi em cưới nhau. Lúc đó là em đã có bầu được 4 tháng gần 5 tháng rồi. Sau khi biết có bầu thì ảnh là người chủ động cầu hôn em đúng không? Cái khúc cầu hôn là từ 1 tháng sau khi quen nhau rồi. 1 tháng sau là 14 tháng 2 thì gần đến ngày đó anh mới nói là em thích quà gì anh tặng. Cái em mới nói là bây giờ anh mua nhẫn cầu hôn em đi, từ nhỏ lớn em chưa ai cầu hôn em hết. Cái em cũng chỉ là một câu nói đùa vậy thôi. Cái anh cầu hôn em thiệt. Cầu hôn thiệt. Anh mua thiệt. Sao? Cầu hôn sao Quân? Dạ thì em chỉ nghĩ đơn giản là cô kêu mua nhẫn cầu hôn, tại vì vốn dĩ là từ trước giờ em cũng chưa có mua nhẫn để cầu hôn ai hết. Xong rồi sau đó thì em có nhờ một bạn pha chế trong đó làm một cái ly cà phê, trên đó có khắc cái chữ là Will you marry me. Cái will you marry me nó ghi sai chính tả. Trời ơi, em đọc hoài, em ngồi những cái ly cà phê hoài luôn. Mà em là dạy anh văn. Anh này không biết là anh nói với cái bạn kia ghi sao mà ghi sai chính tả. Nhưng em không có dám nói, em sợ anh quê. Là anh có nói câu nào đúng rồi. Cái mặt anh cũng đổ mồ hôi nhễ nhại, mắt anh cũng trợn tròn nhìn em rồi cũng đưa nhẫn rồi đeo thì em đeo thôi. Cái xong rồi đeo anh còn kèm thêm một câu. Anh kêu là mai mốt nếu mà em có lỡ mà em yêu thằng khác em chia tay anh á thì em trả lại anh cái nhẫn. Trời quá thực tế. đeo nhẫn xong hai đứa ngủ uống cà phê, mỗi đứa ly nước uống xong mà hết. Mà nói chứ cũng rất là lãng mạn đúng không? Đúng rất, rồi. Cũng rất là hay. Chỉ có sai chính tả một chút thôi. Trong cái thời gian mà tụi em từ lúc quen nhau đến lúc cưới nhau á, có khi nào cãi vã, có khi nào chia tay nhau không? Trời ơi, 1 tháng quen nhau chia tay 880 lần. Trời ơi. Em chỉ cần nói một câu thôi là cũng cãi nhau. Cái thời gian mà quen nhau á, em có ghen không? Dạ có, tính em thì rất là ghen nhưng mà em ghen rất là đúng chỗ. Tại vì em có một cái yêu cầu thôi, có nghĩa là khi nhận lời quen em rồi thì đừng có đi chơi hay hẹn hò riêng với một người con trai khác. Em không cho phép điều đó. Nhưng mà cứ xảy ra hoài. Ủa kỳ vậy? Kiểu như là em nói dối quá nhiều lần rồi, em không thể nào em nói dối được nữa, cái em mới buột miệng ra lại cái miệng của em hại em. Hay anh định vị em đi để anh khỏi phải thắc mắc là em đi đâu. Tại vì anh ấy ghen quá nhiều lần và anh định vị em thiệt.
là từ đó trở đi là em mà có đi ở đâu là anh cũng biết hết. Nhưng anh này thì anh thấy đi với trai là anh ấy nghi ngay là em quen người khác. Ủa nhưng mà định vị sao biết là đi với trai? Ý là đang nhắn tin nói là đi ra nhà gì mà em biết nhà gì ở đâu. Cái bắt đầu em mở định vị ra em coi là nhà em với nhà cổ cách nhau tới hơn 10 cây số lận. Mà khi em mở định vị ra em coi thì thấy cổ đang gần nhà mình, cách nhà mình có 1 cây số à. Thế là em xách xe em chạy, em chạy ra tới định vị đó, bắt đầu em ngó quanh hết. Em thấy đang ngồi ăn ốc với một bạn trai khác rất là tình tứ. Em chưa có làm lồng lộn gì hết, em lấy điện thoại ra em gọi, em gọi 5 cuộc không bắt máy một cuộc nào luôn. Em đứng nè, em đứng em chờ coi tiếp tục sẽ làm gì. Cái ăn ốc tính tiền xong cái lên xe người đó chở đi về tới nhà người đó luôn. Cái bắt đầu em mới lúc đó là em theo tới nhà luôn, mà em hỏi là bình thường á em hẹn với anh 9 giờ em đòi về nhà, em nói là bố mẹ em khó lắm, mà lúc đó 11 giờ đêm rồi với một người con trai khác. Em kêu em không chấp nhận được, em nói chia tay đi. Nhưng mà sao nên cuối cùng thì cuối cùng ở đâu chia tay đâu ạ? Tại sao, lý do, làm cách nào? Em không biết sao em nói anh hồi cái thành ra là anh sai. Em khóc rồi em làm tùm lum tùa lưa, em nói lý lẽ sao rồi cái văn chương em nó lai láng sao rồi anh thấy anh sai anh xin lỗi em. Nhưng mà cái người con trai mà khóc với em á là ai? Là bạn bình thường thôi. Nhưng mà tại vì em là cái tính em nó hơi đàn ông xí, thành ra là em chỉ chơi được với con trai thôi. Chứ em không phải là em có ý vì anh đó hay sao hết. Còn bây giờ còn định vị không? Dạ vẫn định vị. Là em có về gần tới nhà là em thấy là vừa mới định mở cửa là thấy anh đứng đang bật đèn anh chào em rồi, đứng ngay trước cửa luôn. Rồi các em là cưới nhau được bao lâu rồi? Hơn một năm rồi. Hơn một năm, dạ. Bé được bao nhiêu tháng rồi? Dạ tháng sau là được một tuổi. À. Dạ. Rồi bây giờ là đại hội vạch mặt nha. Có bao nhiêu chuyện xấu thì tất cả ở đây ai cũng muốn nghe hết. Mời Quân kể trước đó. Cô ấy có tật xấu gì không? Tật xấu thì em thấy là cô mua sắm nó hoang phí. Tại vì em cứ dặn đi dặn lại là đã mua cái gì là phải dùng. Mà cái tính của cổ là thấy đẹp là mua, bị cái bệnh là thích mua đồ lót. Mà mua đồ lót thường người ta đâu có cho thử, cứ mua về xong cái về nhà bắt đầu mới mặc, mặc xong cái thấy không vừa ý cái cất nguyên một ngăn tủ em soạn ra toàn đồ lót mới toanh không mặc luôn. Rồi cái thứ hai là rất là bề bộn, em dọn phòng sạch bông vậy đó, cái qua ngày hôm sau lại bày rất là bừa bộn và em cứ la hoài à. Hoang phí nè, bừa bộn nè, rồi còn gì nữa không? Khi mà cưới nhau về, tại vì lúc đó là vợ em cũng có em bé, cổ bị stress đó, khi mà mang thai thì cái nhan sắc của cổ ngày xưa rất là đẹp, thì khi mà có em bé rồi bắt đầu da nổi mụn, rồi tóc bị rụng, bị hói hai bên đầu nè. Nên cổ cứ bị áp lực tâm lý là mình xấu đi rất là nhiều. Nửa đêm thì cứ khóc vậy đó. Em đi làm cả ngày thì rất là mệt, mà về cứ thức đêm như vậy thì cả tuần mà cứ ngày nào cũng khóc vậy. Thì thật sự là em cũng bị áp lực và bị stress theo rất là nhiều, tại vì rất là mệt. Như vậy chắc cái chuyện kia chắc không có được đúng không? Dạ hầu như là ngưng hẳn. Em không cho đụng hả? Không, cái vấn đề nó rất là sâu xa. 3 tháng đầu vẫn bình thường, nhưng mà đến khi đến tháng thứ 4 em cảm thấy cái người em thay đổi rất là nhiều. Thứ nhất là em mọc râu. Em mọc râu mà nó lơ tơ như này là có thấy lăng quăng như này luôn nè. Có râu luôn. Mà lông chân mọc bên chân phải, bên chân trái không mọc. Đó, cái giọng em nó ồm ồm. Hồi trước giọng em rất là trong trẻo. Là bây giờ em cứ gọi rap là nó kêu alo anh đang đứng ở đâu rồi em tới liền. Trời ơi là trời. Là như kiểu em bị chuyển giới vậy đó. Đó trời ơi. Em buồn lắm. Chồng em là cứ nắm tay em rồi ôm ấp như người ta là cũng hơi rạo rực. Em không có rạo rực luôn. Em đơ ra thế này nè. Còn khi mà chồng em là hết cách rồi, cái hai đứa ngồi coi phim ấy chung với nhau, em hay gọi là phim hoạt hình đó, thì em cũng đơ. Anh này thì ở bên cạnh làm thấy ghê lắm, rồng lộn ghê lắm. Còn em cái bên này nè, em không có cảm giác gì luôn. Mấy lần rồi em thấy anh ấy cũng hụt hẫng quá rồi. Thấy thương đúng không? Dạ thấy thương ghê luôn á. Tức là toàn phải đi tự xử thôi. Trời ơi tội nghiệp lắm. Là em thấy cái đứng trong nhà vệ sinh lâu mà ra mặt thỏa mãn là biết là chết lên chưa làm gì chồng. Con. Trời ơi em biết. Nhưng mà rất là thương, nhưng bây giờ không biết làm sao. Giờ làm sao giờ? Em mới dùng tình yêu thương. Em mới nói vậy anh. Thôi tạm thời là 9 tháng 10 ngày này thì hai mình là tình đồng chí đi. Rồi mai mốt cái tình khác thì nó có sau cũng được. Anh đừng có ra ngoài đi với ai nghe. Em buồn em khóc đó nha. Đó cái là anh kêu anh hứa với em là em không có ra ngoài với con nào hết. Là tới chỉ là cứ đi làm về là về nhà với vợ. Em rất là tin chồng em. Tức là chồng em rất là tâm lý là sợ vợ mình sẽ suy nghĩ này nọ. Nên là đi làm là về liền. Bây giờ còn giống hai thằng đàn ông không? Hay là coi như là nó cũng không còn được như trước nữa đâu. Nhưng mà ý là anh ấy rất là tâm lý ở chỗ này nè. Anh thấy em bị vậy và anh biết là em bị nội tiết.
anh mua sâm, mua sữa đậu nành, anh làm đủ trò để anh chữa bệnh cho em. Thì em cũng được cải thiện thật. Cái mụn trên người cũng bớt, rồi râu cũng rụng, lông chân cũng rụng luôn. Giờ chân em lá ngò không có miếng lông rồi hết. Rồi bây giờ tới phiên em đó. Tật xấu của anh ấy có gì không? Em thấy là vô cùng nhiều. Chồng em cứ buổi sáng mà em từ nhà vệ sinh bước ra ngoài là thấy một cái đống tròn tròn đây. Cái gì vậy? Là chồng em tụt quần ra để nguyên hình tròn đó luôn. Để nguyên những cái hình tròn như vậy luôn. Còn vớ thì một chiếc ở chỗ gần bình sữa của con, một chiếc ở trong cái hóc nào chắc chuột gặm hay tha gì trong đó đó. Có hôm đi làm còn mang chiếc này chiếc nọ tại vì không thấy cái chiếc kia. Nói chung là nó rất là lộn xộn. Với cả cái cách hai vợ chồng xưng hô nhau rất là mắc cười. Hai đứa thích thì bà với tôi, không thì bạn Quân với bạn Linh. Lâu lâu thì mày tao. Mày nhớ cái mặt mày nha mày, mày không có thương tao nha. Hay là nói chung là kiểu rất là ọc ẹo nhõng nhẽo rồi đó. Mà chồng em cũng vậy luôn. Rồi áo lụa của em cũng mang ra mặc luôn. Chồng em là cũng hay đi tiệc công ty là thấy áo lụa của em đẹp đẹp. Mà kiểu mặc kiểu Sơn Tùng MTP đó. Là cũng mang ra, em thấy anh mặc cái áo lụa em sao. Trời ơi em hốt hoảng, em kiểu anh có BD không vậy. Em rất là nghi ngờ về giới tính của chồng em. Nhưng mà ngoài như lúc đó thì chồng em rất là men. Rất là thương em, rất là đàn ông. Rồi bây giờ em mong muốn Quân thay đổi điều gì, Linh? Tức là đừng có làm cái hình tròn nữa, nó mệt. Tức là gọn gàng xíu. Gọn gàng. Với thứ hai đừng có la em nữa, la em hoài à. Tính em nó vậy rồi, bây giờ sao có la em. Ở nhà là ai kèo trên? Nói chung là cứ la qua la lại. Nhưng mà nói chung là bây giờ em rất là nghe lời ảnh. Tại em thấy là bây giờ càng ngày thì em càng thấy là em yêu chồng em nhiều hơn. Tức là chồng em lo cho em rất là nhiều thứ. Và chỉ cho em những cái mà em nên ghém ghém lại, em nên tém tém lại xíu. Thì em sẽ được người ta yêu thương và người ta quý hơn. Rồi tới Quân. Quân mong muốn Linh thay đổi điều gì? Tại em thì chỉ muốn Linh là tiêu xài bớt bớt lại xíu. Tại vì ở đây là hai vợ chồng cũng bắt đầu xây dựng một cái mái ấm và cần phải lo nhiều thứ hơn cho con á. Chỉ mong là tiêu xài đúng đúng mục đích. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Mà chị hỏi nè, hai con em là con trai hay con gái? Dạ con gái ạ. Ừ. Con gái hả? Dạ. Thì chị nói em đừng thèm la vợ em nữa. Em hâm. Dạ. Đồ này mà bà mua không hết tôi lấy tôi bận. Làm hết là vợ em sẽ phải điều tiết lại. Nói nè tôi bận mà thiệt, con gái mà nó thấy con gái bà đó mà nó dạ. thấy tôi bận vậy nè mà nó có suy nghĩ gì bà ráng chịu bận hết cho chị. Dạ. Thôi mà giới thiệu trên cái shop của con. Dạ hiện giờ thì con đang có dự án ở trong Cờ Đông Ba, đang hành trình ở trong Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên. Mới tới Đà Lạt thôi. Dạ vâng, con vừa đến Đà Lạt, chưa đến thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Chưa đến. Hồ Chí Minh sắp tới chắc con sẽ phát triển là con tìm hiểu thì thấy cơm cháy ở Sài Gòn là đang nổi tiếng nhất. Đúng rồi. Thì ở Buôn Ma Thuột thì là cái gì? Dạ giờ là con phát triển là ở Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên. Đó là ở cái đấy là ở Gia Lai ạ, tỉnh đó là ở tỉnh Gia Lai. Bây giờ thì những thịt bò. Những cái đặc sản nào mà con bán chạy nhất ở trên kênh của con? Dạ giờ đang là thịt bò một nắng của Cờ Đông Ba. Cờ Đông Ba. Dạ vâng ạ. Nhưng mà con ở xa quá, ví dụ như chú ở trong Sài Gòn mà muốn mua thì chắc là ship chắc cũng đợi lâu à nha. Dạ không, con bây giờ là trên TikTok thì là kinh doanh cũng phát triển rất là mạnh, chỉ tầm 2-3 ngày là đã nhận được hàng rồi. Nhưng mà thực phẩm thì đâu thế nào mà không, con có cách bảo quản mà bảo đảm. Mình sẽ phải đóng thùng xốp rồi mình gửi gửi đi cho đảm bảo. Chuyến vừa rồi thì con đã có một hành trình là con bán vải đặc sản đấy của Bắc Giang với cả của Hải Dương ấy ạ. Đó thì là con cũng ship vào trong Sài Gòn mà con thật bất ngờ luôn là vẫn mọi người trong Sài Gòn nhận hàng vẫn còn tươi ạ. Hay quá. Rồi kênh con tên là gì? Dạ kênh con là Gia Đình Đặc Sản ạ. Cái gì? Gia đình Đặc Sản. Gia đình. Chú lại hỏi chị. Chị à. Bây giờ cháu nó nói chú không nghe được, chú lại hỏi lại cháu thì nó nói vẫn như thế thì nó có nghe được đâu. Trời làm sao chú nghe được, chú phải hỏi chị. Là thông dịch viên đó. Chứ sao lại không lương lại gần gia điệu. Gia Đình Đặc Sản. Để đó cho cô. Cô sẽ phiên dịch cho con. Và con yên tâm. Đại diện là Hoàng. Dạ hai vợ chồng ạ. Thế có con chưa? Tụi con đã có con chưa? Dạ tụi con hiện giờ đang có 3 bé ạ. Thế là ủ đến 5 người coi như là thương hiệu của đặc sản vùng miền rồi. Rồi bây giờ nè, quay ngược thời gian kể cho chương trình nghe coi như là hai đứa cơ duyên nào gặp nhau. Cơ duyên này. Hai đứa trước thì cũng làm cùng công ty, bây giờ cũng phải mười mấy năm trước là hai đứa làm cùng công ty. Bọn con thì con nghĩ là chuyện của bọn con cảm giác như nó là một cái định mệnh ấy. Tức là bọn con ngày xưa là hồi mới lớn thì là tầm ấy là chồng con thì mới có mười mấy, con thì hai mấy. Đó thì là làm cùng công ty. Là sao là con mười? Còn lớn hơn. Dạ vâng ạ. Lớn hơn 4 tuổi. Lớn 4 nãy tuổi. Là chưa có giới thiệu tuổi là nó không biết. Này
Thế nhưng mà rất là ngộ là chồng con nhìn già hơn con nhiều lắm. Ừ. Đấy, hoàng cháu được thế đấy, cháu được cái già hơn vợ nhiều quá đấy. Ừ. Thế là chồng con phải hy sinh. Chị Vân nói rất chính xác. Chị Vân nói rất chính xác. À, không, cái bản là mình lấy mà mình yêu người hơn tuổi mình cũng phải cố gắng mình già đi chứ con phải sống. Đúng rồi, đó là hy sinh đời trai đó, cũng thiệt thòi cho vợ mình đã lỡ rồi, mình cố gắng mình già một tí chứ không phải là anh đừng có biện hộ. Không, nếu mà cô không tin cũng đã con chỉ 3 phút 15 giây là con trẻ liền, ba phút 15 giây tôi chờ anh 3 tiếng. Rồi sao nè, kể cho nghe cơ duyên là lúc đó bọn con làm cùng, hai vợ chồng con thì làm cùng công ty với nhau. Thì là lúc mà lần đầu tiên gặp chồng con, trời ơi, lúc đó chồng con rất là cũng ốm, tức là chưa có béo mập như giờ. Con bảo trời ơi, sao có người đẹp trai như vậy, tức là trong lòng thì cũng rất là thích rồi. Thế mà chồng con thì con thấy là cũng hay hỏi thăm trò chuyện với con, cứ mỗi người làm, con làm trên văn phòng của chồng con thì làm ở dưới kho. Nhưng mà công ty là gì? Dạ, đấy là công ty về giày da. Rồi, rồi sao nào? Rồi sao nào? Thì chồng con cũng hay lần lá ra nói chuyện, bắt chuyện làm quen. Thì là thì con thì là con cũng thích rồi đấy. Thế là lấy, nhưng bạn mà sai sự thật thế nào? Thế à? Không. Thế là con đính chính đi. Con ở dưới kho, bạn này bạn ở văn phòng, bạn hay bạn xuống hay xuống cho con bạn xin đồ chứ con đời nào con chịu lên trên đấy đâu. Nhưng mà là xuống xin đồ là có lý do là muốn gặp cái anh này đúng vâng, không? Vâng đúng rồi, vâng. Kể cái gì trên truyền hình mình kể kia, không cam kết rồi mình kể cho đúng. Đâu, tức là cô nghe là vợ con nó nói là nó thích con. Rồi gặp nó đi xuống liền. Đâu, mới về bảo là con hay son ven lên trên. Thật ra là sai. Là vợ con men xuống kho đúng không? Vâng, đúng, phải kể đúng. Nhưng mà cứ nghe là hai đứa làm chung với nhau. Vâng. Nhưng mà lần đầu tiên gặp con là chồng con thấy là lúc đó là con ốm. Và vâng, cũng xinh, không? Cũng xinh trai. Vợ con khen mà. Đấy là sự thật. Rồi nhưng mà cái câu chuyện mà con lên là xin đồ ăn là không đúng. Mà là cô ấy xuống mon men xuống dưới kho. Vâng. Để mà gặp con mà cứ xin giả đồ ăn. Xin, ngày xưa con quản lý cái kho đế, kho vật tư. Rồi bây giờ cái ấn tượng đầu tiên. Làm mẫu là bạn phải xuống bạn xin chứ con lên đây. Cái ấn tượng đầu tiên của vợ nhìn Hoàng đó là thấy có cảm tình. Thế còn Hoàng thì sao? Con không để trong mắt đâu. Tức là vẫn để ven đường, không để trong mắt luôn. Vâng. Kiều chê. Anh nói thật đi. Nói thật nghe. Anh phải nói thật chứ. Thật là nói chung là phải 1-2-3 lần chứ không phải lâu đầu tiên đâu. Một hai ba lần. Công ty trên văn phòng cũng hiếm, nói chung hiếm. Hiếm bạn nữ sinh gái. Nhưng mà rồi hai đứa có đến được với nhau không? Dạ không. Đó thì tức là lúc đó nó thì là bọn con, tức là cũng chị em thì là cũng đầu tiên thì là thôi đấy, bao giờ biết tuổi nhỉ? Sau khi biết được là quen nhau thì vợ con lại học đúng rồi, học cùng lớp đại học với chị gái con. Thế về chị cũng bảo là thấy hơi thân không được, không nhớ. Thế là, thế là đấy, con cũng thuộc mải chơi nữa, thế là thôi thì cứ nói chuyện thôi. Thì 2-3 tháng sau thì thấy bạn này không lấy vợ con đâu nữa cả. Thì sao vậy? Vợ con nghỉ làm ở đó, xong rồi đi đâu làm, từ lúc đấy là mất liên lạc. Nói chung là ngày đấy con cũng mải chơi nên là cũng không để ý. Lúc đó chắc còn nhỏ đúng không? Tại vâng, con có mười mấy thôi mà. Điện thoại ngày đấy, cái sim điện thoại cứ dùng, cái sim rác cứ dùng mà mất đi à, thế là cứ mất. Bây giờ phải hỏi vợ nè. Ủa dạ. Tại sao đang làm tự nhiên đột ngột nghỉ vậy? Dạ thì là cũng như bạn ấy kể thì là hôm ấy tình cờ thì là bạn ấy dẫn con về nhà bạn ấy chơi, thì là tự nhiên vào nhà gặp bạn ấy, trời ơi ngại quá là gặp đúng chị gái. Gặp đúng chị gái, mà chị gái là bạn thân của con. Chị gái của bạn này là bạn thân của con. Đây là mình bảo thôi. Tự nhiên thấy chán chán và bây giờ làm sao mà có thể bước qua được cái vượt lên chính mình được đúng không? Thế là thôi. Được. Thế là thôi, con cũng coi như là thôi, không có duyên, không nói chuyện trò cái thứ gì nữa. Rồi con cũng nghỉ làm thì con cũng không có nhắn tin và không chào tạm biệt bạn ấy. Coi như là dứt luôn. Dạ dứt luôn ạ. Dứt luôn. Dạ, vâng. Trong thời gian đó con đi đâu, con làm cái gì? Thì con chuyển công ty ạ. Con chuyển công ty thì là sau đó thì con lấy chồng. Tức là con có con có gia đình. Dạ. Ok, con có gia đình. Dạ. Thế rồi sao nữa, rồi bao lâu thì lại các con lại gặp lại nhau? 75. 75. 55. Tức là Hoàng có người yêu chưa? Lúc mà gặp thì con đã có người yêu chưa? Mới chia tay người yêu cũ. Chú thì định hỏi là đằng ấy đi lấy chồng rồi đằng này có đi lấy vợ không? Không, con không lấy vợ. Không lấy vợ. Con chỉ vậy cho gái thèm chơi đúng không? Không, vâng, đúng. Mình bảo vậy gái thèm chơi. Rồi 7 năm sau thì tại sao lại là có một cái cuộc hội ngộ? Cơ duyên nào?
Dạ vâng, thì thực sự là cái cuộc hôn nhân đầu tiên của con ấy thì là cũng không được hạnh phúc. Thì là con cũng vội vã theo chồng bỏ cuộc chơi. Thế là lấy chồng sinh con thì được bé nhà con được 1 tuổi thì là hai vợ chồng con cũng ly thân. Đó thì tình cờ thì hôm đó thì con lướt Facebook. Thì là cái thời gian đó thì Facebook mới rộ lên. Thì là sẽ là mình sẽ đi tìm kết bạn với tất cả những bạn bè cũ của mình ạ. Thì là đầu tiên là con kết bạn với cả chị gái của Hoàng. Vì là bạn ấy là bạn thân của con mà. Thì là kết bạn với bạn ấy thì là cũng theo dõi bạn nó thì trò chuyện. Thì một ngày đẹp trời thì thấy bạn ấy lúc ấy cũng quên bắn bạn Hoàng đi thì lúc ấy mình cũng đâu có tâm trí để nhớ đến những người bạn cũ đâu. Đang buồn đúng không? Dạ vâng ạ, cũng không nghĩ gì nhớ bạn Hoàng nữa cả. Thế tự nhiên hôm ấy thấy chị gái đăng cái Facebook là chúc mừng sinh nhật em trai. Lại là nhìn thấy ổng. Dạ vâng ạ. Mà con nhìn thấy ông tức là khác hoàn toàn chứ trước đây tức là tự nhiên bị phát tướng béo. Đó. Thế là con với lại bảo sao bây giờ lại khác vậy? Thế là con mới mò vào Facebook, con lướt, con xem. Sau đó ai nhắn tin trước nhỉ? Hình như là nhắn tin đúng không? Con là người chủ động, nhắn tin. Thế là con là người chủ động kẹt Facebook của ảnh. Dạ. Bà cũng là người chủ động nhắn tin cho ảnh. Dạ vâng. Khi tự nhiên đâu một cái người mà trước đây mình đã quen rồi 7 năm sau nhắn tin cho mình. Thì cảm giác ôi, bất ngờ mà lúc đấy thì con cũng đang mới cũng chia tay được 3 tháng nữa, cũng được 2 3 tháng. Lúc đấy con đang làm gì? Con đang làm gì? Con đang ở không, lúc đó chỉ có chơi điện tử thôi, lúc đấy là chơi game ấy. Nhưng mà công việc của con lúc đó là ngày đấy con đang đi học, con đang học để con đi chuẩn bị đi tàu, lúc đó con đang đợi ra bằng để con đi lên tàu, con đi tàu. À đi tàu biển à? Dạ, đi nước ngoài đúng rồi sao? Vâng, đúng rồi, đi tàu Vĩnh Dương á. Vâng, mà lúc mà là bọn con gặp lại nhau thì là đúng tôi làm quen với nhau là thời gian là chồng con cũng chuẩn bị đi tàu. Đó thì thời gian để gặp gỡ nói chuyện nhau thì nó cũng rất là ngắn. Nó chỉ còn tầm 1-2 tháng thôi là chồng con chuẩn bị đi tàu. Rồi sao? Rồi gọi là Hoàng đi rồi sao? Rồi cuối cùng lúc đấy con cảm giác như chồng con như kiểu là sống gấp ấy. Anh kể đi, anh kể ra, anh nhắn tin dồn dập suốt ngày làm phiền em nào. Ủa, nhưng mà khi mà gặp lại thì nhìn thấy hình ảnh cô ấy thì so với 7 năm trước thì cô ấy như thế nào? Về ngoại hình, nó ngoại hình đẹp thì hơn không? Không, ngoại hình thì vẫn thế mà cũng có hơn. Tất nhiên là phụ nữ thì có tuổi hơn thì đâu gái một con trong mòn con mắt đúng chứ rồi, con làm sao ấy? Vâng, con đang định nói như thế. Con đang định bảo gái có tuổi thì có lẽ gái một con trong mòn con mắt là nó thay da đổi thịt là nó khác. Vâng, cho nên là những tình tới tấp luôn. Vâng, tới tấp. Nhưng mà cũng phải biết được tình hình đồn đập như nào lắm hết mọi thứ mình mới đánh dồn dập luôn, đánh phủ đầu. Nhưng mà anh kể thật đi, tại vì sao mà trước đấy ngày xưa anh không kiểu dồn dập, sao tự nhiên đến lúc mà bị đến lúc gặp lại đó phải kể. Thì anh chia sẻ với cả cô chú ở đây, anh bảo là vì giặc bên Ngô mà cô bên chồng mà chị gái mình mà lại còn là bạn thân của chị. Của chị đó thì làm sao mà vượt qua nổi cô. Nhưng mà tại vì sao em đến bây giờ em vẫn chưa hiểu tại vì sao mà đến lúc gặp lại ấy, sau 7 năm hỏi sớm lên em hỏi. Thì đúng rồi, tôi đấy tại vì, chưa tại vì con hỏi rất là nhiều lần đúng nhưng rồi. Mà con vẫn không hiểu lý do tại sao đến lúc gặp lại tự nhiên dồn dập xong tấn công con. Mà tới đây thì chị em tôi cũng rất nói thật chia sẻ cũng ở chú Thuận con cũng thuộc dạng lúc đẹp 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 trai có tính chăm sóc cũng hơi bị nhiều mối một chút nhưng mà là mất mối này còn 2-3 mối khác nên là cũng không để tâm cho lắm nên mất là cũng thôi nhưng mà lúc đấy cái lúc mà gặp lại thì đúng là chống trải thật lúc đấy là đang mới chia tay người yêu xong nên là gặp bạn này cũng lên là cũng đưa quyết định mới là cái lúc mà, lúc đấy khả năng cái lúc con cũng là khó khăn nhất mà bạn này dám đến mình thương mình trân trọng trân trọng và thương đúng không với lại là một phần chắc là con cũng nghĩ là mình sắp lênh đênh trên biển rồi đúng không? Dạ vâng đúng cũng lúc đó là chưa đi đúng không phần nhỏ lúc đó chưa đi đang đợi bằng ấy bằng ra đi có mất mấy tháng rồi lại là hai tâm hồn đang trống trải nữa. Vâng mới là xong biết chia sẻ câu chuyện của bạn này chia sẻ thấy cũng thương. Ôi bảo sao có mấy năm không gặp mà sao lại gặp nhiều vấn đề biến cố quá đúng không là có thương cũng thương là thương rồi sao rồi cái việc mà hai đứa coi như là bắt đầu có những mối quan hệ khăng khít hơn là có nhanh không? Vâng thế bà con chia sẻ sống gấp ấy ạ. Sống gấp. Tức là chỉ trong vòng mấy tháng là bọn con gặp lại nhau thì là chỉ còn mấy tháng nữa thôi là chồng con cũng lên tàu rồi. Thế đây là mọi cái nó cũng khá rất là phải nhanh đúng không? Thế rồi nhanh thì là bằng thế nào để mà có thể tận hưởng được cái thời gian nó quá ngắn như vậy? Mà đây nói chung là cũng tranh thủ thôi, vợ con thì làm cũng xa, cách nói chung là ở Hải Phòng, có Đồ Sơn, từ Hải Phòng đi xuống Đồ Sơn nó cũng ra.
cũng tranh thủ, cũng vừa là lý do để mình tán gái, vừa là lý do ở gần nhau, nên là con ngày nào cũng phi xe hai mấy cây số đưa vợ đi làm xong đón vợ con về nhà. Vâng. Thế rồi rồi sao hai đứa không ở chung với nhau luôn đi cho nó đỡ phải đưa đón rồi mệt. Thật ra là lúc đấy là vợ con cũng mới lúc đó thì con gọi là xong, mới ly thân, cũng không muốn cho cái nên gì cũng ngại vấn đề đó. Nhưng mà vậy thì gia đình hai bên có biết không? Gia đình lúc đấy là chưa biết, lúc đấy là chưa chắc biết. Chắn là bên gia đình con là con sẽ giấu rồi đó. Dạ vâng. Đúng không? À không, bên nhà chồng con là lúc đó là chưa là biết. Phát hiện, có phát hiện. Không, tức là chị gái con lúc đấy cũng phát hiện ra đăng Facebook thì tức là bọn con hôm đấy thì là con chị ấy cũng rất là tinh ý. Con không hiểu làm sao chị ấy biết được là con với cả Hoàng ấy gặp lại nhau. Thì con chỉ đăng Facebook vu vơ thôi. Tức là anh cũng không hề đăng ảnh em lên đúng không? Có đăng. À, có đăng. Chị gái phát hiện. Vâng, chị nhìn Facebook chị phát hiện hay là cảnh chị báo làm dùng beng lên. Có cảnh báo là không được, là không được. Ví dụ như là muốn tiến xa là không được đâu nhá. Thì lúc đấy bảo tới bạn bè nhau có gì đâu. Chưa đâu, có đâu cả. Thì lúc đó là con phải chặn hết Facebook của bạn ấy, coi như là không chị em, không bạn bè gì nữa. Chỉ biết thằng em chị thôi, đúng không? Đó. Đó. Nhưng mà gia đình con là con cũng giấu, con chả biết. Vâng, nói chung là tất cả mọi người con đều giấu ạ. Nhưng mà hai đứa có hợp tác với nhau làm một cái công việc gì chung với nhau không? Cái lúc đó có, lúc đấy con ở bên con đi tàu, con đi sang sinh đúng không, shipper vẫn còn mới. Không, lúc đấy mới đầu thì là đâu có. À không, mới đầu khi vào sửa hết khi xuống tàu ấy thì không chưa, cái lúc mà bên sau khi mà vẫn giấu gia đình á thì bọn con còn có mấy tháng ở gần bên nhau á, là tụi con vẫn không ở chung với nhau. Dạ, mà không. Vẫn cứ là hai mươi mấy cây số là đưa đi đón về. Đúng như vậy rồi. Vâng. Lúc đấy thì gọi như kiểu tình chị em ấy. Tình chị em thì lúc đó con cũng không xác định với chồng con. Vì mình cũng mới lỡ dở một lần rồi, con không thế muốn. Rồi xong là mấy tháng sau là bạn này đi tàu. Dạ, vâng. Là tụi con gần như yêu xa. Vâng. Một lần con đi là mấy tháng con mới lên bờ? Con đi là 18 tháng. Trời ơi. Ôi rồi, hơn một năm mới lên bờ. Vâng, không, nhưng mà tàu con về Sài Gòn nhiều. Câu chuyện của bọn con cảm tức là hai người thì đã từng đổ vỡ rồi, gặp lại nhau, em yêu nhau. Em nói anh lấy vợ rồi. Không, thì anh cũng cũng yêu một lần nhiều. Yêu, một anh lần rồi, yêu nhiều. Là chia tay rồi. Nhưng mà có một cái là hai đứa gặp lại nhau, yêu nhau cảm giác như là lần đầu tiên được yêu ấy. Tức là khi mà chồng con đi tàu ấy, cái cảm giác yêu xa thì con cũng thấy nó cũng nhiều buồn. Cái ly kỳ. Nó cũng ly kỳ. Tức là lúc đó thì chồng con cứ lênh đênh ở trên biển này thì liên lạc không liên lạc được. Cứ khi nào mà đến về cập bến thì có tí sóng thì bắt đầu mới liên lạc. Thì là với tức là hồi đó thì con cũng là ngày nào cũng chỉ chờ mong điện thoại thôi, vì không thể nào liên lạc được, mà khi nào ông này ông có sóng thì là mới có thể là mới có mạng. Là cứ chờ đợi 3 đến 5 ngày, nhiều khi là một tuần liền không có một liên lạc gì cả, bất hoạt liên lạc hoàn toàn, hay là lúc nào cũng mòn mỏi chờ đợi như thế. Thế xong rồi khi nào mà bạn ấy mà cập bến Sài Gòn ấy, chỉ có hơn một năm bạn đi tàu thôi, mà cứ khi nào bạn cập bến Sài Gòn cái là bạn phải lập tức bạn ấy bắt con là phải từ Hải Phòng bay vào trong đó để gặp bạn ấy, mà chỉ gặp nhau một cái xong lại bay ra là bạn lại lên tàu bạn đi tiếp. Gặp thôi chứ không ở lại ngủ hả? Dạ không ạ, nhiều khi là chỉ gặp lại thôi, mà đến mức mà con còn không có đồng nào cả, vì hồi đó con rất là nghèo. Không có đồng nào cả, con đi làm ngoài đó lương chỉ có 2 triệu một tháng thôi, mà còn phải nuôi con nữa. Mà đã vậy phải mua vé máy bay bay vô gặp ổng rồi. Dạ, đó con là con nhớ mãi kỷ niệm đó, là lúc đó là bạn ấy bảo là bạn đang ở trong Sài Gòn rồi, bạn ấy muốn gặp con. Mà lúc đó có không còn một cái gì ấy cả, không còn đồng nào ấy cả. Có cái nhẫn, có cái nhẫn vàng. Có cái nhẫn vàng 2 chỉ là phải đem đi cắm. Phải đem đi cắm để mà bay vào để gặp bạn đó. Ừ. Vậy mà nỡ lòng nào cũng không bao vé máy bay mà. Có chứ. Không, bạn ấy lúc hồi mới lên tàu là bạn ấy chưa có nhiều tiền ạ. Bạn ấy chưa có nhiều lúc tiền, bạn chỉ mà có bao một đầu thôi, còn một đầu nữa là không cách nào không xoay được á. Lúc đó là em cũng, con là cũng ngại, cũng không nói là em hết tiền rồi, đúng cũng xấu hổ, tự nhiên là bạn em không có tiền thì cũng ngại. Lúc đó là chính thức yêu nhau rồi đúng không? Là yêu nhau được một năm, hai năm. Không, trước trước lúc đi là cũng hai đứa cũng yêu rồi. Thì đó là coi như là đã được 2-3 năm rồi đúng không? Dạ, tại vì 18 tháng là gần 2 năm rồi. Dạ vâng ạ. Đúng chưa? Tức là con đi tàu 18 tháng rồi con mới lên bờ hả? Vâng, con đi tàu 18 tháng. À rồi là 18 tháng thì vốn liếng lúc đó ngon lành chưa? Dạ, lúc đấy sau 18 tháng có vốn liếng ngon lành để có thể mở một cái công việc gì trên bờ không? Bạn này thì là đi, tức là chồng con là không phải là tiếp người mà biết giữ tiền, có bao nhiêu tiền là cứ gọi như kiểu là vợ bất nông vợ ngoài thân ấy. Là đi tàu á thì là chồng con là có bao nhiêu tiền là gửi hết về cho mẹ. Đó, có bao nhiêu tiền gửi hết cho mẹ để trả nợ hay là gì đó con không biết, không để sửa nhà. Thì là có tiền gửi hết về cho mẹ, mà con rất quý một cái đó là tức là hồi thì bọn con cũng gọi là mới quen nhau thôi, thì là bạn ấy không bao giờ giữ một đồng nào trong người ấy cả,
ngoài cái đồng tiền mà đã gửi về cho mẹ thì là bạn ấy còn thể có thêm tiền màu từ mè nào là bạn lại bớt xén lại rồi bạn ấy lại gửi về thêm cho con đó để con trai đặt cuộc sống hàng ngày. Thế là lúc bạn ấy xuống tàu là không có một đồng nào ạ. Lên tàu là không có một đồng nào luôn. Lên tàu không có đồng nào ạ. Rồi đến khi nào thì là hai gia đình mới biết và hai đứa mới bắt đầu có một cái công việc chung với nhau. Thì lúc con đi tàu xong đi sinh ấy thì có thấy thấy ở bên đấy cái ship nó hay quá, mới gọi điện về cho bạn này bảo là tình hình là ở Việt Nam mình có như bên sinh người ta có những cái món đồ đã gọi ship vậy ship hàng á. Mấy năm trước ship chưa nở rộ cũng nhiều. Thế mà bạn bảo là không, chẳng biết là gọi ship là cái gì cả, chẳng biết ship biết là cái gì cả. Và thế gọi thế là tôi phát này xuống tàu để về làm mở công ty shipper. Ship. Vâng. Thế rồi thành công không? Làm nói chung là hai đứa thì đấy là không lỗ là may đấy chứ. Nhưng mà cái vốn bỏ ra nhiều không? Ra đó đây cũng là một cái câu chuyện mà bọn con nó phải nhắc với nhau mãi. Thế là bọn con thì tất cả đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Con nhớ mãi là khi mà chồng con quyết định là xuống tàu để mà thành lập công ty ship ấy thì là vợ chồng con là không có đồng vốn nào cả. Không có một đồng vốn nào cả. Nhớ mãi là đã đi vay bạn bè, anh em bạn bè là 5 triệu để mà mở, để mà làm cái biển quảng cáo ấy ạ, để chỉ để làm biển quảng cáo thôi, để mà gọi là công ty cho nó gọi là nó đỡ ngượng. Thì là cũng không vay được. Con nhớ mãi là lúc đó vay 5 triệu thôi mà bạn kiểu cũng kiểu nói ra nói vào ấy, là chồng con tính tự ái cao mà sĩ diện nên là nghe thấy bạn kiểu nói động chạm vậy là thôi, không cần phải vay nữa. Tự hai vợ chồng làm được bao nhiêu thì làm. Và cuối cùng công ty thành công. Dạ. Và tồn tại cho tới bây giờ. Dạ không ạ, bọn con làm ship thì lúc đó chỉ làm tầm 1 năm thôi, thì khi mà con làm ship thì con mới thấy là cái cơ hội mà phát triển kinh doanh ấy nó rất là rộng mở trên mạng online. Tức là vì con ship hàng cho người ta rất là nhiều ngành nghề. Đó, thì là con thấy là con làm biết là người trực tiếp là con biết được cái mặt hàng nào đang là phát triển nhất. Đó, thì là con quay sang là con kinh doanh. Thì là lúc đó thì là trái cây nhập khẩu nó mới nở rộ, thì là con chuyển sang là con kinh doanh trái cây ạ. Trời hay quá. Đó. Thế là bây giờ là đến đặc sản vùng miền luôn rồi. Dạ vâng, đúng không? Dạ. Tính ra mấy bạn này rất là nhạy bén nha chị hả? Rất là nhạy bén. Trong cái khó ló cái khôn chứ. Dạ. Con đó. Vâng. Vâng, nói chung hai vợ chồng con thì nó cũng nhờ khoảng thời gian khó khăn đấy thì mới ra được những cái mình đứng phát triển từ nông sản Việt, nên là mình cũng muốn là mình muốn nó phát triển đưa lan tỏa nhiều hơn nông sản Việt, tại vì lúc hai vợ chồng lúc ấy là ship xong rồi gặp quả xoài keo đúng không? Ấy quả xoài keo ở ngoài miền Bắc. Hai vợ chồng nhập về bán. Thôi rồi luôn. Thế mình bảo thôi đấy, nông sản nó giúp mình thì mình phải cố gắng. Đúng mình, rồi. Cái xoài keo em biết xoài keo không? Biết. Đúng rồi. Xanh nó nhỏ xíu và ăn giòn rất ngon luôn. Hồi đó là ở ngoài mình miền Bắc là mới bắt đầu biết đến quả xoài keo dài ở trong Nam. Thế bắt đầu mới nhập trong Nam ra. Nhưng mà hai vợ chồng hợp tác làm ăn với nhau như vậy mà gia đình không biết hả? Không, lúc ấy có biết. Lúc ấy thì lúc đấy gia đình của Hoàng có ủng hộ. Xong gia đình con cấm cản nha, con gia đình con cản từ đầu đúng không? Từ đầu. Thế rồi bao giờ thì gia đình con mới chấp nhận? Con nói chung là cũng phải mất một thời gian mấy năm, 1-2 năm thì cũng không phải nói đấu tranh thì cũng không phải, nhưng mà cũng cố gắng để phát triển để cho bố mẹ mình biết là đúng, mình chia sẻ đúng. Bây giờ thì ok chưa? Bây giờ ok rồi. Bây giờ quá ok đúng không? Không phải hai mẹ con mới quay mẹ chồng đâu sao? Đấy. Vô đây coi như là tận dụng luôn đó. hai chúng nhau sau là nếp tẻ đủ hả con? Hay là dạ không ạ, con là bé đầu tiên là con riêng của con là bé chị trai. Chị biết rồi, thì hai đứa sau này. Hai đứa sau thì cũng là con trai ạ. Trai luôn. Là ba trai luôn. Ủa rồi ôi, thế là bây giờ chắc là mong đứa gái lắm rồi. Thèm một con bé thì mẹ. Nhưng mà đến cái cột mốc nào thì gia đình hai bên chấp nhận cả hai? Là, chồng con cũng nói là gia đình chấp thuận chứ của con thì với con thì nó vẫn là một cái là một sự phấn đấu để nhắc con ngoại phấn đấu, tại vì là khi mà chồng con mới xuống tàu ấy là dừng hẳn công việc đi tàu đó là một cái mà bố mẹ chồng con rất là thất vọng, tự nhiên đi quen con bé này mà bỏ hết cái sự nghiệp mà bố mẹ đã gây dựng cho đi học, bố mẹ đầu tư cho đi học bao nhiêu năm, chỉ mong là đi tàu thì bây giờ còn nếu mà vẫn đi tàu thì lương cũng có khi phải lên đến lên trăm. Cao lắm ấy nhỉ. Nói chung là rất là cao. Thì tại thâm niên mà đến bây giờ thì lâu. Thì bây giờ đi theo con bé này để đến bây giờ công việc cứ lông bông. Và nhất là cái thời điểm đầu khi mà bọn con đi ship hàng ấy, mà công ty ship gọi là một công ty ship nhưng mà thân bọn con cũng phải là vừa cùng với nhân viên. Mình phải làm chủ, làm shipper. Đúng rồi, tại vì mình đâu có nhiều vốn để mình điều hành đâu, tức là mình cứ lấy công làm lãi thôi. Thì là lúc đó người ta ở Hải Phòng con chưa biết đến ship là cái gì ấy cả.
thì là đồng nghĩa nghĩ rằng là à, con kéo chồng con xuống bờ vực, xong bây giờ từ một cái vị trí đang là đi tàu như danh giá thế trở thành một cái thằng xe ôm. Trong mắt không đúng thật, ngày đấy là ship người ta gọi là xe ôm. Trời, xe ôm mà thật đúng. Ra bây giờ vẫn là xe ôm. Dạ. Không không ngày nhưng bây giờ còn rộng mở đúng là bây giờ. Ngày xưa người ta rất coi thường công việc đó. Tức là đi ship người ta gọi là thằng nọ thằng kia, người ta rất là gọi là công việc nó gọi là thấp hèn. Bây giờ mình gọi shipper cho nó tay một chút xíu cho nó sang thôi. Chứ thực chất nó là như vậy đó. Đó, rồi. Thì là bố mẹ chồng con hay bố mẹ chồng con lúc đầu mà đã không thích rồi thì nó lại càng không thích. Là có một cái định kiến rất lớn với con. Tức là phải đến tận bây giờ thì con luôn luôn phải cố gắng, tức là con phải lúc nào cũng nỗ lực để mà cùng với chồng con để mà làm, để gây dựng một cái sự nghiệp nào đó mà để con chứng minh cho bố mẹ chồng con thấy là cái quyết định của chồng con nó không có sai. Và bây giờ thì chú nghĩ rằng là chắc bố mẹ chồng cũng đã rất là ok rồi, nãy chồng vừa mới nói xong. Đúng đi rồi, rất là thương yêu cô dâu này, là bởi vì là thấy rằng là có sự thành công của con, và bên cạnh đó là có thấy được bạn này cũng thành công. Đúng không? Vừa quay mẹ chồng nàng dâu đúng xong đó. Tôi về tôi phải lục cái số đấy tôi xem. Thì vừa chơi được tôi sống nó phải qua chương trình, phải qua chương trình đó thì mẹ là mẹ con với mẹ chồng con thì mới còn gọi là cởi mở nhau chứ còn trước đó lúc nào cũng có khoảng cách ạ. Tức là lúc nào cũng có cũng luôn luôn mang trong mình cái một cái tuổi thân, vâng, tuổi thân là tuổi bị thân. Vâng, là mình có cố gắng thế nào nữa vẫn không được ghi nhận ạ. Nhưng bây giờ thì thôi rồi, cụ sau này hai đứa con dai ấy nó càng lớn mà nó càng thương ông bà nội, nó càng ngoan thì thôi rồi. Đấy, ăn đủ con ạ, con ăn đủ hết. Rồi bây giờ tới phần kia đi. Các bạn nói chung là cũng có những cái tật nhiều sóng gió đấy. Nhưng mà bây giờ là bình yên rồi. Bây giờ là cái gì? Bây giờ định bắt cái gì? Bây giờ. Đó, nói chung thì... là cũng may mắn là hai vợ chồng làm chung thì cũng có một chút thành tựu để mà bố mẹ cũng tin bố, tưởng để bố mẹ ghi nhận chứ. Vâng, để bố mẹ ghi nhận. Thế nhưng mà vợ con ấy khi mà con về ở với nó, con có thấy nó có những cái tật xấu gì không? Đó, con phải khó chịu ấy. Bây giờ là tới phần khui tật xấu. Vợ con thì nói chung là cũng tật xấu thì cũng ít lắm, chỉ có mỗi việc là tham công tiếc việc. Rất tham công tiếc việc, nói chung là bỏ chỉ cần công việc thôi là mọi thứ xung quanh không cần biết cái gì cả. Không bao giờ biết mua sắm cái gì, không bao giờ biết sắm sửa cái gì cả. Cho bản thân hay là cho chồng cho bản con? Thân cả cho chồng nó có cho con cũng vậy. Thế cái người đi sắm sửa là ai, là con à? Không, hai vợ chồng thì cứ thỉnh thoảng đi thì gặp cái gì thì sắm, hoặc là ông bà mua cho cái gì, bọn con sống đơn giản lắm, sắm sửa. Nhưng mà về quần áo thì đi gặp ví dụ hôm nay là khi nào thiếu, rồi khi nào không có cái gì để mà ấy đó bắt đầu mới đi mua, chứ còn thực sự tức là không quan trọng cái hình thức bên ngoài. Vâng, không quan trọng hình thức bên ngoài. Chỉ tham công tiếc việc, mà đôi khi bù đầu bù cổ, tóc coi như tóc rối luôn. Đúng rồi, lúc nào cũng tay cũng xoắn nha. Nhưng mà có cái đi theo nhắc nhở về cái ngoại hình. Ngày nào cũng phải nhắc. Đấy, như thế có nghĩa là chồng không đồng ý cái vấn đề đấy rồi nhá. Rồi cái bạn bè thì có nhiều không? Đấy, không, bạn bè vợ con thì rất ít thực sự. Tại vì về những mối quan hệ bên ngoài, vợ con kinh doanh, vợ con kinh doanh rất tốt. Nhưng mà để mà về xã giao, về quan hệ bên ngoài, bạn bè thì khả năng là hơi rất là kém. Cái mối quan hệ nó hẹp đúng không? Hẹp đúng rồi. Thế bây giờ có thân với chị chồng như ngày xưa nữa không? Dạ, bây giờ thực ra khi mà về một nhà thì con nó cũng hơi ngại ngại ấy ạ. Nó hơi ngại ngại, gọi là trong mức mối quan hệ gọi là chị chồng với cả em chồng thôi. Đã phải là giặc bên ngôi chưa? Nhưng mà thật ra bây giờ thì đã là hai vợ chồng rồi, cũng đã có hai đứa cháu cho cô rồi. Có gì đâu mà ngại nữa ta. Tại con thì con cũng kiểu cứ ngại ngại ấy. Đấy. Tại vì là hai chị em trước là bạn bè với nhau, xong bây giờ thế mình bây đi giờ làm lại em ấy. Gọi là chị nhỉ? Với lại con là một người thì là cũng đến như chồng con bảo là về quan hệ chồng con rất là hẹp, nên là con là người cũng khá nội tâm và khá kín ạ. Nên là con khi mà mình đã có một cái gì đó mình cảm thấy không ngại ngại, mình không thoải mái thì con sẽ không cởi mở được. Vậy thì phải là nhờ một cái sự kết nối và nhờ vào cái bản lĩnh của anh chồng này để làm sao cho cái sự ngại ngùng nó không còn khoảng cách nữa. Đúng không? Dạ vâng. Rồi. Còn gì nữa không con? Kinh tế ai giữ? Kinh tế tất nhiên nhà con thì vợ con cầm hết. Có tính thu hết tiền con không? Không, con phải thu đấy, con tự nguyện mà, con thấy cầm tiền cô, vừa. Cô biết rồi, nhưng mà nhớ. Nó có tịch thu hết của con, không để một đồng nào trong túi con không? Dạ, làm gì có tiền đâu để mà cứ gọi tịch thu à?
Ôi trời ơi. Chị nhớ không? Thật ra bạn này là không cần tiền. Đó, lên tàu có nhiều tiền là gửi cho mẹ. Cho còn mẹ. Ví dụ như thu vén được thêm đồng nào thì gửi về cho vợ. Gái. Ừ, đấy. Là từ cái thời còn trang tân đã không có tiền rồi. Còn bây giờ không tân rồi mà không có tiền à? Không cần tiền. Con thích cái cảm giác mà để phải để cho người khác giữ tiền. Chỉ cái này đi ra mua hộ cầm với trả tiền đỡ phải mất công giúp tiền. Vâng, đấy. Chính ra chồng con mới là người khôn đấy ạ. Tôi cũng vậy đó. Vâng, chứ cầm tiền người tính toán vướng lắm. Cũng mà tính... Mệt ra chi tiêu vâng, mệt. Mình đã béo xong rồi cầm ví giày cộm rồi đó. Và con lại lúc nào cũng kiểu bị mang tiếng ác ấy, là cầm hết sạch tiền của chồng, không còn 1.000 nào. Thôi chồng con là nhiều lúc đi ra ngoài là không có 1.000 nào luôn. Nhiều khi là chẳng hạn mà nhỡ ngại đang đi đường mà có việc gì đó, lắm khi lại gọi điện ở gần, đang ở gần, chẳng hạn đang ở gần nhà ấy, gần nhà mẹ ấy, thì là gọi điện bảo mẹ cầm tiền ra cho con. Thế là đôi khi là mẹ chồng con cũng hiểu lầm được là con này nó cầm hết tiền của chồng. Còn thực sự là chồng lười cầm tiền nhỉ. Vậy rồi mỗi lần mà đi nhậu với bạn thì sao? À, nhậu thì khác, nhậu đấy mình lại nhưng lại thủ sao? Trước đúng không? Thế con phải cầm không, chồng con thì có giờ đi nhậu riêng đâu. Nhưng mà con nhậu thì con hay đi rủ vợ đi cùng bạn bè. Có bạn hay thủ quỷ. Vâng, vì bạn vợ con quan hệ với hơi hẹp nên là bạn con cũng là bạn của vợ con luôn. À, con không cần cho phải số tiền gì hết. Vâng, không cần, không. Ôi, coi chương trình này xong là những ai mà muốn làm bạn với Hoàng chắc cũng có lẽ cũng rất là cẩn thận. Có khi đi với anh ấy thì bao giờ trong túi cũng phải có tiền. Nhưng mà thật ra đàn ông mình vậy là sướng đúng không? À, không, nhưng mà như ví dụ mà đi với bạn bè không có vợ thì lúc đấy mình lại về mình đàng hoàng, mình xin, mình lấy chức đàng hoàng đúng không? Đó. Nhưng mà cũng phải cẩn thận thì vì nhớ lại mà nhiều lúc cũng không thích cầm tiền lắm. Mà bình thường mà đang đi nhau ơi vào đây cà phê cái là chưa chắc mới là cầm tiền đâu. Nhưng mà vậy con không muốn vợ con thay đổi điều gì không? Con chỉ có mỗi vợ con thay đổi là bớt thằng công chức việc lại mà chịu khó đi mua sắm sửa chăm chút cho mình một chút. Tốt tát được thời gian cho cá nhân mình một chút, cho chất lượng cuộc sống đi lên. Cái chú hỏi này, lúc mà con live stream con bán hàng thì sao? Con có make up, con có trưng diện được không? Dạ con có ạ, lúc livestream thì là con cũng làm nó rất là xịn sò ấy ạ. Vợ chồng con là livestream là như thế này, là đi đến đâu, ví dụ như ở đâu, ví dụ đang ở Huế đi thì sẽ mặc bộ quần áo của mình Huế, lúc đấy là khác. Lúc livestream là trong một khác là công việc rồi, lúc đấy là công việc rồi. Còn đến lúc cá nhân buông công việc ra là coi như là đầu bù tóc rối. Đúng rồi, lúc nào tại vì con kiểu thích mặc một quần áo nhà các thứ ấy, thì cho nó thoải mái, kiểu trưng diện các thứ nó không phù hợp với con lắm. Là con. Như vậy là bây giờ là Hoàng muốn con nên quan tâm đến cái bên ngoài chút xíu. Dạ, đó, sau công việc. Dạ. Để nhiều khi đi với chồng thì chồng cũng hãnh diện ở đây. Vợ tôi xinh lắm đó. Đúng không? Dạ, vâng ạ. Thấy không? Rồi bây giờ tới con đấy. Thế anh còn cái điều gì mà nói anh nói nó đi. Không, anh hết rồi. À, giờ tới em đây. 10 điểm chất lượng chỉ thế thôi. Dạ, với con thì mong muốn thay đổi lớn nhất của